Cái cây này khoảng bao nhiêu hoành anh Kiệt? Giáp chưa? Chưa giáp. Còn gan nữa. 180 không? À, cây này khoảng 180 hoành. Chào các anh, kênh Lâm Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Minh, em Trí đến quay cưa cây bạch đàn hai đoạn. Thì trước mắt cây bạch đàn này cũng khá to. Được biết cây bạch đàn này khoảng 30 năm tuổi trở lên. Cây bạch đàn cao khoảng 20 mét. Em Trí sẽ là người leo lên cưa cây bạch đàn này. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Bên dưới anh Kiệt và anh Minh sẽ hỗ trợ cho em Trí. Xung quanh cái nhà thấy trồng có rất nhiều mít. Cây bạch đàn này rất là trơn. Lâu lắm mới về được một cây bạch đàn lớn nhất. Cây này lớn khu này, lớn nhất khu này luôn. Bạch đàn này giá sẵn hết chứ.
Rồi em chỉ đứng ngay chân khoảng hai đọt, còn giữa có hai đọt. Đây được quý chủ nhà cũng bán cái bạch đàn này nhưng mà vô sâu quá cũng không ai vận chuyển ra được cái gì. Mình đang này rất là giòn nha. Cả nhà thấy em chỉ đứng lên mà những cái nhánh mà em chỉ bẻ nhỏ nhỏ nghe không? Lớp lớp luôn á. Lên cao giảm xuống. Thấy vườn sầu riêng của bà con ơi, vườn sầu riêng trái rất là nhiều luôn á. Chính vậy mà em chỉ chính vậy mà bà con nông dân mình cưa những cái cây lớn á, nó không có che ánh sáng để trồng những cây sầu riêng á. Chứ lại cưa những cây mà không có hiệu quả giống như cây cóc đồ. Lấy cái giỏ kéo qua cái cưa qua luôn ha. Cóc xoài là non nữa. Những cái nhánh nó có gió bay sẽ trúng mình. Bên đây là vườn khổ qua chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Chúng ta là bắt buộc em chỉ phải cưa để dọn những cái nhánh.
đó. Nhanh em chứ cũng đã trình chiến này cũng không trẻ nha cả nhà, nhưng mà cái thao tác rất là nhanh, kỹ thuật cao. Sẽ buộc thì nói thêm một sợi dây nữa cả nhà, để anh chỉ cưa bên dưới gịch cho nó rớt là đúng hướng nha. Em chỉ cưa thấy ở phía đây nè,
phần cây bạch ha này. Đấy, nó rớt xuống đây cũng bên đây trống cả nhà. Wow.
đây rất là đẹp luôn á. Mùa đặc rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn á. Cái bạch đàn này giờ thấy đẹp quá anh Minh. Bạch đàn lõi đỏ. Lõi đỏ ha, nó đặc luôn ha. Đặc luôn, ngon luôn. Nãy cưa bên trong thấy mềm mềm mà tưởng nó bọng chứ. Ai ngờ nó rất là đẹp luôn cả nhà. Đẹp, đẹp, đẹp. Siêu đẹp luôn. Thật là bất ngờ cưa cây bạch đàn bên trong á, cái lõi nó màu đỏ nha. Nhớ cũng đã hoàn thành xong cây bạch đàn này, rất là đẹp luôn, cưa cũng rất là ok luôn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới mất video mới tiếp theo, những clip tiếp theo anh Minh đó.